Xin chào tất cả các anh chị, cô chú bác trên đường này. Các anh chị nào vào đường này của em gái rồi thì cho em gái một nút thả tim và một nút chia sẻ các anh các chị yêu nha. Hôm nay gia đình em xin giới thiệu với các anh các chị về mật ong hoa cà phê Đắk Lắk Tây Nguyên các anh các chị nha. Mật ong hoa cà phê Đắk Lắk Tây Nguyên được thu hoạch vào từ tháng 1 cho đến tháng 5 đầu năm các anh các chị yêu nha. Và mật ong này hoàn toàn tự nhiên và đảm bảo nguyên chất với các anh các chị 100% là mật ong hoa tự nhiên các anh các chị yêu nha. Mật ong này có chất chống viêm, chất kháng khuẩn rất là cao và đặc biệt là có chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch, tốt cho hệ miễn dịch và tốt cho đường hô hấp rất là cao. Và đặc biệt là để kết hợp với các loại thảo dược như nụ hoa tam thất, đông trùng hạ thảo, sâm đương quy, sâm Hàn Quốc và kết hợp với hoa đu đủ đực anh các chị nhé. Mật ong này có chất chống viêm, chất kháng khuẩn kết hợp với hoa đu đủ phòng ho, chữa ho và phòng abidan rất là cao. Và đặc biệt đấy là phòng bệnh ung thư rất là tốt nha các anh các chị yêu nha. Em ơi, bao nhiêu một lít với em? Dạ, một chai nặng 1,4 kg là 120.000 các anh các chị yêu nha. Một chai một lít nặng 1,4 kg là 120.000 giá bán lẻ. Còn nếu như các anh các chị nào mua với số lượng nhiều về để kinh doanh buôn bán thì bên em sẽ có giá sỉ, giá hợp lý cho các anh các chị để kinh doanh buôn bán và để làm thuốc các anh các chị nha. Mật ong này thì các anh các chị có thể dùng để làm gia vị thức ăn này, làm thuốc và để kết hợp với các loại thảo dược rất là tốt và rất là hiệu quả cho các bệnh như bệnh ho, bệnh viêm họng, viêm amidan và đặc biệt là ngăn ngừa bệnh ung thư các anh các chị yêu nha. Và cái mật ong này thì các anh các chị không phải kiêng cữ bất một cứ một cái bệnh lý bệnh nền nào cả anh các chị yêu nha. Mật ong này thì các anh các chị dùng để phòng bệnh đau dạ dày, viêm huyết dạ dày, hỗ trợ với các hỗ trợ bệnh đau dạ dày, viêm huyết dạ dày và đặc biệt là kết hợp với các loại thảo dược để chữa bệnh dạ dày hiệu quả rất là cao anh các chị nhé. Để biết được mật ong có chuẩn, mật ong có đạt chất lượng hay không thì các anh các chị có rất là nhiều cách thử và một cách thử rất là phổ biến nhất là các anh các chị có thể dùng cái chai mật ong này để mình đun ra cái ni như thế này. Để biết được mật ong có chuẩn, mật ong có đạt chất lượng và mật ong có lượng đường không thì nuôi bằng đường hay không thì các anh các chị sẽ dùng cái chai này đun lên cao như thế này. Thì mật ong nó sẽ, nếu mật ong chuẩn, mật ong đạt chất lượng thì các anh các chị đun cao như thế này nó không bị đứt quãng các anh chị yêu nha. Và trong mật ong này thì có chất ngọt và nó là chất ngọt tự nhiên anh các chị nha. Và trong mật ong này nó có 20% là nước và là lượng đường tự nhiên, có chất kháng sinh tự nhiên để phòng các cái bệnh ho, bệnh viêm họng và các anh các chị nào mà bị viêm da, nở nứt da, các anh các chị có thể dùng trực tiếp cái mật ong này mình bôi lên cái vết thương, cái vết nở nứt, nó sẽ làm liền vết sẹo và nó kháng viêm những cái vết thương rất là tốt các anh các chị yêu nha. Em ơi, bán cho chị 5 lít có được khuyến mãi không em? Dạ, nếu như các anh các chị nào mua 5 lít thì bên em sẽ có giá hợp lý cho các anh các chị và bên em miễn phí ship giao hàng cho các anh các chị yêu. Và bên em có rất là nhiều những cái nông sản của vùng đất Tây Nguyên như là hạt điều xếp khay các anh các chị yêu nha. Hạt điều xếp khay này bên em đã tách vỏ và đang chín nên là các anh các chị chỉ sử dụng nó là được ạ. Hạt điều xếp khay này bên em tuyển chọn những hạt điều đều và đẹp các anh các chị yêu nha. 1 ký hạt điều 2 hộp như thế này thì bên em có giá là 200.000. Các anh chị mua 2 ký 4 hộp như thế này thì bên em miễn phí ship ra hàng tận nơi cho các anh các chị. Nếu như các anh các chị nào cần dùng với số lượng nhiều về để kinh doanh buôn bán thì bên em sẽ có giá rất là hợp lý cho các anh các chị. Và khi các anh các chị muốn dùng mua với số lượng nhiều thì các anh các chị liên hệ với số điện thoại em sẽ ghi trên màn hình các anh các chị yêu nhé. Và bên em có số dùng để kết bạn Zalo, nếu các anh các chị nào mua với số lượng nhiều kết bạn Zalo với em, bên em sẽ trao đổi và tư vấn kỹ cho các anh các chị. Và bên cạnh thảo dược những thực phẩm như hạt điều thì bên em còn có như là mật ong ngâm hoa đu đủ các anh các chị yêu nha. Cái mật ong hoa đu đủ này thì chữa ho này, phòng ho, viêm amidan và ngăn ngừa những virus lây qua đường hô hấp rất là cao các anh các chị yêu nha. Và đặc biệt là phòng ung thư rất là tốt. Hoa đu đủ này rất là dễ sử dụng được cho con nít trẻ nhỏ, người lớn tuổi rất là dễ sử dụng các anh các chị nha. Các anh các chị chỉ cần dùng mỗi ngày 2 thìa mật ong với nước ấm thì nó sẽ hỗ trợ cho đường tiêu hóa, đường viêm họng, viêm amidan rất là cao các anh các chị nhé. Và bên cạnh như mật ong và
Hạt điều thì bên em còn có tinh bột nghệ kết hợp với mật ong các anh chị nhé. Những anh chị nào mà đang bị đau dạ dày, viêm nhất dạ dày thì mình sử dụng cái tinh bột nghệ kết hợp với mật ong này rất là tốt, và đặc biệt là nó đào thải độc tố cho phụ nữ sau khi sinh, và chị em phụ nữ đang cho con bú rất là lợi sữa các anh chị nhé, và phòng ngừa những cái tế bào gây ung thư rất là cao anh các chị yêu nha. Bên em có dạng bột và dạng viên. Nếu như các anh các chị nào mà muốn tăng cân, mình dùng cái tinh bột nghệ này để kết hợp với sữa tươi hoặc là sữa đặc có đường hoặc là mật ong, tăng cân rất là tốt và đảm bảo là sức khỏe rất là cao cho các anh các chị, không tích nước, không phù nề và không để lại những tác dụng phụ cho cơ thể, và đặc biệt nữa là chữa bệnh đau dạ dày, viêm dạ dày rất là cao các anh các chị yêu nha. Vì cái tinh bột nghệ này nó có chất chống viêm, chất kháng khuẩn rất là cao. Đặc biệt nếu khi các anh chị bị nở loét, bị thương trên vùng da, mình lấy cái củ nghệ tươi bôi lên những cái vết thương, nó làm lành và không để lại vết thâm trên vùng da. Vì trong tinh bột nghệ này nó có chất chống viêm, chất kháng khuẩn rất là cao các anh các chị, cô chú bác nha. Và đặc biệt là các chị phụ nữ nào đang cho con bú sau khi sinh, mình sử dụng cái tinh bột nghệ này nó đào thải cái độc tố rất là cao cho các anh các chị. Và đây là đặc sản của vùng đất Tây Nguyên, Đắk Lắk Tây Nguyên các anh các chị, đó là thực phẩm cà phê, tức là nó là cái thực phẩm mà rất là phổ biến trong cuộc sống đời thường. Nên là các anh các chị yêu nha, đi đâu các anh các chị cũng rất là giật dễ dàng mình sử dụng được một ly cà phê thơm ngon. Và đặc biệt là bên em cà phê Robusta không tạp chất, không vỡ vụn, và đặc biệt là rang mộc các anh chị nhé, tức là không có chất phụ da và không pha thêm bất cứ một cái thành phần nào. Bên em có cà phê dạng bột và cà phê dạng hạt. Cà phê hạt thì dành cho pha máy, cà phê bột thì dành cho pha pin các anh chị yêu nha. Em ơi bao nhiêu một ký vậy em? Dạ cà phê bên em bán với giá là 200.000 một ký, giá bán lẻ một ký. Nếu các anh chị nào mua từ 2 ký trở lên thì bên em miễn phí ship. Các anh chị nào mua 5 ký, 10 ký, mua với số lượng nhiều về để kinh doanh buôn bán thì bên em sẽ có giá xỉ, giá hợp lý cho các anh chị. Và các anh chị nào muốn sử dụng thì mình nên đơn cà phê để lại số điện thoại cho đường line, trên đường line cho em gái. Các anh chị yêu nha. Khi các anh chị để lại số điện thoại trên đường line cho em gái thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện cho các anh chị. Và các anh chị không phải mất chi phí cho cuộc gọi các anh chị yêu nha. Nếu các anh chị nào muốn tham khảo, muốn tư vấn, muốn tìm hiểu giá, tìm hiểu sản phẩm thì bên các anh các chị cứ mạnh dạn để lại số điện thoại, hoặc là các anh chị liên hệ với số điện thoại em sẽ để trên màn hình các anh các chị yêu nha. Các anh các chị nào có nhu cầu thì mình để lại số điện thoại trên đường line cho em gái, và em gái sẽ có nhân viên gọi điện và tư vấn chốt đơn cho các anh các chị. Khi có số điện thoại thì bên em mới liên lạc được với các anh các chị ạ. Vì em đang live trên đường live công khai nên không thể liên lạc với các anh chị qua Facebook, Zalo được. Nên là các anh chị để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện tư vấn cho các anh các chị. Khi bên em gọi điện tới thì các anh các chị không phải mất một chi phí nào cả. Nên là các anh các chị nào muốn tham khảo, muốn sử dụng thì mình cứ mạnh dạn để lại số điện thoại trên đường live cho em gái ạ.